thì xin được cập nhật lại cái chẩn đoán và cái điều trị hội chứng thận hư nguyên phát ở trẻ em. Thì cái tài liệu này được soạn dựa trên những cái guideline hướng dẫn rất là mới của cái tổ chức CADIGO năm 2021 và của cái hội thận nhi ở thế giới năm 2020, và một cái guideline hướng dẫn về điều trị rất là chi tiết của Ấn Độ vào năm 2021. Thì mình cũng biết hội chứng thận hư là một cái bệnh cầu thận mà rất là thường gặp ở trẻ em, thì trong đó là đa phần là hội chứng thận hư nguyên phát, thì khoảng từ 80 đến 90% là đáp ứng với lại điều trị steroid, và trong những cái trẻ mà đáp ứng thì có 50% là tái phát thường xuyên, 50% tái phát không thường xuyên, và 3 cho đến 10% những trường hợp là kháng steroid trẻ. Ngoài ra thì cũng có 10 đến 20% là nó kháng steroid ngay từ cái đợt đầu, và những cái trẻ này thì khoảng 20-40% thì nó sẽ có nguy cơ tiến triển đến cái bệnh thận mạng giai đoạn cuối. Thì để là mình hiểu được là cái điều trị hội chứng thận hư nguyên phát ở trẻ em như thế nào, thì xin được nhắc sơ lại về cái cơ chế bình sinh của cái hội chứng thận hư. Mình cũng biết là trong cái bình sinh của hội chứng thận hư đó là do cái tăng tính thấm hoặc là cái tổn thương màng đáy của cầu thận, cho nên nó thất thoát cái albumin từ ở trong lòng mạch vào trong cái khoang trẻ, khoang Bowman, và nó thất thoát ra nước tiểu làm giảm albumin máu, thì nó đưa đến cái tình trạng phù và những cái biểu hiện biến chứng của hội chứng thận hư. Thì cái cơ chế mà tổn thương cái màng lọc cầu thận hay tăng tính thấm thì nó có ba cái cơ chế. Cơ chế thứ nhất là một cái yếu tố tuần hoàn mà nó gây tăng tính thấm màng lọc cầu thận, gặp ở trong những cái hội chứng thận hư nguyên phát, ví dụ như là cái sang thương tối thiểu, tăng sinh giang mạch hoặc là sơ hóa cầu thận khu trú từng phần. Thì cái yếu tố tuần hoàn này bây giờ người ta cũng đang cố gắng đi tìm coi nó là cái gì, thì có một số nghiên cứu ví dụ như là cái SUBAP chẳng hạn, trong cái FSCS chẳng hạn, nhưng mà cho tới bây giờ thì người ta cũng chưa có khẳng định chắc chắn đó có phải là cái yếu tố nguyên nhân gây tăng tính thấm hay không. Một cái cơ chế thứ hai nữa đó là những cái phức hợp miễn dịch tuần hoàn, nó lắng động ở trên cái màng đáy cầu thận và nó gây nên cái hiện tượng viêm, thì gặp ở trong những cái trường hợp như là viêm cầu thận tăng sinh màng, hoặc là viêm cầu thận hậu nhiễm, hoặc là những cái trường hợp như là viêm thận do lupus, hoặc là cái bệnh Hennox-Sollei chẳng hạn. Và một cái rất là mới sau thời gian sau này thì càng ngày người ta càng đề cập đến, đó là cái đột biến gen ở trong cái tế bào biểu bì chân giả, hoặc là các cái protein ở khe lọc giữa các cái chân giả. Thì nếu mà nó rớt vô cái nhóm mà do đột biến gen đó, thì những cái trường hợp này tiên lượng nó sẽ rất là xấu, nó không có đáp ứng với thuốc chế miễn dịch gì hết, và diễn tiến dần dần nó sẽ vô cái suy thận mãn giai đoạn cuối ha. Cái sơ đồ bên này thì mình nhắc lại cái cấu trúc vi thể của một cái cầu thận. Thì đây mấy anh chị thấy là gì? Đây là cái cấu trúc của một cái cầu thận. Đây là cái cực mạch máu gồm có tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi, và đây là cái cực niệu, đây là cái khoang Bowman, và trong là các cái búi mà mạch cầu thận. Ở trong này là cái khoảng giang mạch với các cái tế bào giang mạch và chất giang mạch, và trên này là các cái tế bào podocyte, các cái tế bào chân giả ha. Đây là cái thiết đồ mà cắt ngang của cái mao mạch cầu thận. Thì đây là lòng mao mạch nè, các tế bào nội màng, có cái cửa sổ, cái màng đáy của cầu thận và cái chân giả của các cái tế bào podocyte bám ở bên ngoài. Thì để cho cái đạm mà nó thất thoát từ ở bên trong cái lòng mạch ra ngoài thì nó phải đi qua các cái lớp, đó là từ cái nội mạc mạch máu, màng đáy và các cái khe lọc của các cái tế bào chân giả. Thì đây là cái thiết đồ mà cắt dọc của cái mao mạch. Thì đây mình thấy là đây là cái mao mạch và các cái tế bào chân giả nó bám vào đó ha, bám vào mặt ngoài với các cái chân giả nó đang xen với nhau. Thì xin được nhắc lại một số cái định nghĩa mà liên quan tới cái hội chứng thận hư. Thì để mà điều trị cái hội chứng thận hư đó thì mình phải thuộc lòng cái định nghĩa này. Tại vì tất cả những cái phân loại hội chứng thận hư gì đó thì mình dựa trên cái định nghĩa này để mình chọn cái phác đồ điều trị tương ứng. Thì người ta gọi là cái tiểu đạm ngưỡng thận hư là khi mà cái tỷ lệ đạm trên creatinine trên 200mg trên mmol, hoặc là trên 2mg trên mg ở trong cái mẫu nước tiểu buổi sáng sớm. Lấy cái mẫu nước tiểu buổi sáng để tránh cái tình trạng là tiểu đạm tư thế ha, cho nên mình lấy buổi sáng. Hoặc là làm cái đạm điệu 24 giờ trên 1g trên 1 mét vuông da một ngày. Hoặc là có thể làm cái que nhúng và nó dương tính từ 3 cộng tới 4 cộng. Thì cái khuynh hướng bây giờ người ta sẽ dựa trên cái tỷ lệ đạm trên rè vào cái mẫu nước tiểu buổi sáng. Tại vì nó có một cái mối tương quan rất là mạnh với cái đạm điệu 24 giờ. Và cái việc mà lấy nước tiểu 24 giờ ở trẻ con, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi thì nó tương đối là nó khó khăn. Mà nếu mà mình lấy không đúng cái thể tích nước tiểu 24 giờ thì cái định lượng đạm ở trong nó cũng không chính xác nữa. Ở một số cái tuyến tỉnh thì hình như là có một số nơi cũng không làm được cái đạm điệu 24 giờ. Trong khi đó cái đạm trên rè thì mình có thể mình làm được. Còn cái định nghĩa của hội chứng thận hư đó thì
Đầu tiên là nó phải có tiểu đạm ngưỡng thận hư, thứ hai là nó phải có cái giảm albumin máu, và cái albumin bây giờ mình lấy cái mốc là 30 g/L. Thì không biết hồi trước tới giờ những cái tài liệu của mình á, thì vẫn lấy là dưới 25 g/L, nhưng mà những cái guideline mới ở thế giới của Cadigo hoặc là của IPNA đó thì đều là lấy cái mốc bây giờ là 30 g/L ha. Và bệnh nhân phải có phù. Ở đây không có đề cập gì đến cái chuyện là tăng lipid máu hết, cho nên là cái chuẩn đoán hội chứng thận hư giờ là phải là tiểu đạm ngưỡng thận hư, có giảm albumin máu và có phù. Và định nghĩa hội chứng thận hư nhạy với lại cái steroid, thì gọi là nhạy với steroid là khi nào nó lui bệnh hoàn toàn nhé, lui bệnh hoàn toàn trong vòng 4 tuần với điều trị prednisone hoặc là prednisolone liều tấn công là 2 mg/kg/ngày. Còn hội chứng thận hư kháng cọt là nó không có đạt được lui bệnh hoàn toàn sau 4 tuần điều trị với cái phác đồ tấn công. Ở đây có một cái mới nữa là ở cái giai đoạn khẳng định. Giai đoạn khẳng định thì những cái trường hợp mà mình điều trị đợt đầu mà 4 tuần mà sau đó nó đạt được cái lưu bệnh nhưng mà là nó bệnh một phần thôi, thì những trường hợp này nếu theo cái định nghĩa là thận hư kháng cọt thì mình gọi nó là kháng rồi, tại vì kháng là nó phải đạt lưu bệnh hoàn toàn với điều trị steroid. Nhưng mà ở đây thì là nó chỉ lưu bệnh một phần thôi, thì ở trong cái giai đoạn này người ta kêu là giai đoạn khẳng định, nên là 2 tuần nữa mình sẽ điều trị tiếp tục tấn công cái prednisone 2 mg/kg/ngày thêm 2 tuần, hoặc là mình có thể sử dụng cái phác đồ truyền tĩnh mạch methylprednisolone ha, 10 mg/kg cách ngày. Tối đa là 1 g/1.73 m² da, truyền 3 liều trong vòng 1 tuần, rồi mình chờ 1 tuần nữa để mình đánh giá lại. Và trong cái giai đoạn khẳng định này mình có thể xài thêm cái thuốc ức chế men chuyển để mà kết hợp với lại giảm đạm niệu. Thì sau khi kết thúc 6 tuần điều trị rồi đó, thì mà nếu bệnh nhân không đạt được cái lui bệnh hoàn toàn thì lúc đó mình sẽ gọi nó là hội chứng thận hư kháng cọt. Thì ở đây, ở dưới tỉnh thì thực tế thì cũng thấy là các anh chị những cái trường hợp mà hội chứng thận hư vô phù nhiều quá, mà các bạn điều trị bằng cái prednisone xong rồi sau đó thì chưa có đủ thời gian 4 tuần, các bạn đã truyền cái solumetron 3 liều rồi, và sau khi truyền solumetron 3 liều mà thấy không có phù thì chẩn đoán là kháng rồi chuyển lên trên tuyến trên. Thì thực tế cái đó không có đúng nha. Để kết luận một trường hợp gọi là kháng steroid là nó phải được điều trị tấn công prednisone ít nhất là 6 tuần ha, tấn công 2 mg/kg/ngày trong 6 tuần, hoặc có thể là 4 tuần và kèm thêm 3 liều methylprednisolone tĩnh mạch cách ngày. Và cái methylprednisolone này là cái giai đoạn để mà khẳng định nó có kháng hay không kháng, chứ còn nếu mà mình điều trị prednisolone mới có một thời gian ngắn rồi mà mình thấy phù nhiều quá mình truyền solu 3 liều thì cái đó là chỉ định nó không có đúng. Như là lui bệnh thì nó có cái lui bệnh hoàn toàn và lui bệnh một phần. Thì lui bệnh hoàn toàn đó là bệnh nhân phải hết phù rồi, albumin máu phải trên 30 và tỷ lệ đạm trên rề nó dưới 20 mg/mmol ha. Còn nếu mà đơn vị mg/mg là 0.3, và nếu trên giấy nhúng á, thì mình sẽ là nhúng nước tiểu nó âm hoặc là vết 3 ngày liên tục ha, thì gọi là lưu bệnh hoàn toàn. Còn lưu bệnh một phần là gì? Lưu bệnh một phần là cũng là đạm albumin máu nó phải trên 30 g/L, nhưng mà cái nước tiểu đạm niệu thì nó từ 20 cho đến 200 mg/mmol ha, mình gọi nó là lưu bệnh một phần. Còn nếu mà nó hoàn toàn nó kháng thì chứng tỏ là bệnh nhân còn phù hoặc albumin máu còn dưới 30 và là đạm trên rề trên 200 mg/mmol còn ngưỡng thận hư thì đó mình gọi nó là kháng. Về cái tái phát thì mình gọi tái phát khi nào? Có nghĩa là nó xuất hiện tiểu đạm ngưỡng thận hư trở lại trên một cái trẻ mà đã đạt được lưu bệnh lúc đầu, có thể kèm hoặc là không cái phù ha. Cho nên là không phải là lúc nào mà mình thấy có đạm niệu nó đủ cái ngưỡng thận hư nó bị lại mà nó có thể không phù thì mình cũng gọi nó là tái phát rồi, chứ không có nhất định là nó phải có phù ở trên lâm sàng nha. Hội chứng thận hư kháng với lại steroid và đồng thời kháng luôn cái thuốc ức chế cái sinai ha, thuốc ức chế cansinerin, thì là nó không đạt được lưu bệnh ít nhất là một phần sau 6 tháng điều trị với lại cái thuốc ức chế cansinerin ở cái liều và cái nồng độ đủ thì mình gọi nó là thận hư kháng với lại cái corticoid và kháng luôn cái thuốc ức chế sinai. Thì cái điều trị những cái trường hợp này sẽ cực kỳ khó khăn, chút nữa sẽ nhắc tới những cái trường hợp này sẽ điều trị như thế nào. Còn một cái nữa là cái định nghĩa hội chứng thận hư kháng steroid nhưng mà lại kháng luôn nhiều thuốc luôn. Thì có nghĩa là gì? Là nó không đạt được lui bệnh một phần sau 12 tháng với điều trị ít nhất là hai loại thuốc chia sẻ với corticoid mà có cái cơ chế tác dụng khác nhau. Nghĩa là ngoài corticoid ra thêm cái thuốc kháng sinai vô và không đáp ứng nữa thì thêm một cái loại thuốc ức chế miễn dịch khác nữa, ví dụ như là nhóm mycophenolate mofetil hoặc là rituximab chẳng hạn, mà sau 12 tháng không đạt được cái lưu bệnh hoàn toàn với phác đồ đó thì mình gọi nó là hội chứng thận hư kháng nhiều thuốc. Và hội chứng thận hư kháng nhiều thuốc là sẽ diễn tiến tới suy thận mãn giai đoạn cuối. Và cuối cùng là ở đây thì nó có cái định nghĩa là kháng steroid thứ phát. Kháng thứ phát có nghĩa là kháng trẻ thôi, đáp ứng lúc đầu rồi sau đó thì tấn công lại, và tới 6 tuần mà không đáp ứng nữa thì nó gọi là kháng thứ phát. Hội chứng thận hư tái phát sau ghép thận thì cái này những cái trường hợp mà có làm ghép thì mình sẽ có cái định nghĩa này để mình biết là
trên một cái đứa ghép thận, ngoài những cái chuyện giảm chức năng thận do hiện tượng thải ghép ra, do độc tính của thuốc ra, nó còn có thể có tái phát cái bệnh gốc ở trên cái thận ghép nữa. Thì đối với trường hợp tái phát đó, thì nó lại chia ra là tái phát không thường xuyên, tái phát thường xuyên và phụ thuộc cái steroid. Thì gọi là tái phát không thường xuyên có nghĩa là gì? Dưới 2 lần tái phát kể từ khi hội chứng đần hư khởi phát ha, trong vòng 6 tháng, hoặc là 4 lần tái phát trong vòng 12 tháng bất kỳ ha. Thì khi mà mình tiếp cận một bệnh nhân hội chứng đần hư đó, thì ở cái thời điểm mình tiếp cận nè, những cái trước tiền căn nó điều trị cái gì đó, thì mình quay ngược lại coi 1 năm trở lại đây, bé nó có tái phát dưới 4 lần hoặc là lớn hơn bằng 4 lần hay không, để mình coi nó là thận hư tái phát thường xuyên này không thường xuyên ha. Còn nếu mình mà mới khởi đầu trong vòng 6 tháng thì mình lấy mốc là 2 lần ha. Thì tái phát thường xuyên là trên 2 lần trong vòng 6 tháng ha, tại khi mới khởi phát, hoặc là trên 4 lần trong vòng 12 tháng ha. Còn cái lệ thuộc steroid đó có nghĩa là 2 lần tái phát liên tục đang trong giai đoạn cách ngày giảm liều, hoặc là mới ngưng cái corticoid mới được có 2 tuần thôi, thì nó là thận hư lệ thuộc steroid. Thì điều trị giữa cái tái phát thường xuyên với lệ thuộc nó gần giống như nhau, nó không có sự khác biệt lắm. Đương nhiên thì nó cũng sẽ có cái chọn lựa cái thuốc chế miễn dịch thay thế nó hơi khác một xíu. Về cái xét nghiệm phân tích di truyền trong cái hội chứng đần hư, thì gần đây với sự tiến bộ của di truyền học, đặc biệt là giải trình tự thế hệ mới, và có những cái panel về gen mà nó đưa hết những cái gen mục tiêu đã biết trong hội chứng đần hư vô rồi. Ở Việt Nam mình hiện tại thì cũng làm được, cái kết quả nó trả về rất là nhanh, trong vòng có 2 tuần lễ là mình có rồi. Và cái giá thành điều trị thì nó cũng không đến nổi, nó mắc lắm rồi, 6,5 triệu. Trong khi đó thì nếu tìm ra được cái đột biến gây bệnh thì nó sẽ thay đổi cả cái quá trình điều trị của bệnh nhân, ngừng hết tất cả những thuốc chế miễn dịch, vừa mắc tiền vừa có độc tính cho người bệnh ha. Và tại vì điều trị những cái trường hợp đó nó chỉ có độc tính thôi mà không có cái hiệu quả gì hết, và nó sẽ có nguy cơ nó suy thận mãn giai đoạn cuối, ngoài do diễn tiến tự nhiên của bệnh, còn do cái tác dụng của thuốc chế miễn dịch, mà đặc biệt là cái nhóm ức chế cancinurin nó sẽ có độc ở trên thận. Cho nên cái vai trò của phân tích di truyền nó rất là có giá trị trong cái hướng mà mình tiếp cận điều trị cái hội chứng đần hư kháng cò. Nhưng mà không phải trường hợp nào mình cũng cho chỉ định làm phân tích di truyền ha, mà nó phải có những cái yếu tố gợi ý cái thận hư này nhiều khả năng là có đột biến gen gây hội chứng đần hư, thì lúc đó mình mới cho chỉ định. Thì những cái trường hợp nào, thì ở bên này các anh chị thấy là đây là cái guideline hướng dẫn của CADIGO, và bên này là của Hội Thận Nhi Thế Giới. Thật sự thì nó cũng không có khác biệt gì nhiều đâu. Thứ nhất đó là hội chứng đần hư kháng corticoid sớm là mình phải cho rồi ha, nếu có điều kiện. Kháng muộn thì thôi đừng cho, kháng muộn là nó đã đáp ứng rồi thì đâu thể nào nó đột biến gen được ha. Kháng sớm. Thứ hai nữa là thận hư nhũ nhi hoặc là bẩm sinh ha, dưới 1 tuổi, tại vì cái xác suất ở cái tuổi này tỷ lệ đột biến gen trong hội chứng đần hư nó tương đối là nó cao. Đương nhiên thì cái tần suất ở các cái nơi mà báo cáo của thế giới nó sẽ khác với những cái nước châu Á, mặc dù cái nước châu Á thì tỷ lệ nó khác ha, mình cũng chưa có báo cáo chính thức ở Việt Nam là bao nhiêu ha. Ở thế giới thì là cái tỷ lệ này nó rất là cao, có tỷ lệ báo cáo lên tới gần như dưới 3 tháng tuổi là gần như 80 đến 100% là thận hư bẩm sinh do đột biến gen, nếu như nó không phải là do nhiễm trùng bào thai ha. Thứ hai nữa là bệnh nhân có một cái tiền sử gia đình có đi tiểu máu hoặc là tiểu đạm, hoặc là một cái bệnh thận mạng mà không rõ nguyên nhân, thì cái này liên quan đến những bệnh thận di truyền như là cái hội chứng ăn bọt, nhiều khi nó biểu hiện bằng cái hội chứng đần hư mà mình chẩn đoán lầm, mình cứ điều trị thuốc chế miễn dịch mà nó trơ ra nó chẳng có đáp ứng gì hết. Hoặc là hội chứng đần hư mà nó kèm theo những cái biểu hiện ngoài thận của hội chứng đần hư nữa, nó gọi là hội chứng đần hư dạng hội chứng, ví dụ như là hội chứng đần hư mà đi kèm thêm một cái bướu quim, đi kèm thêm một cái lưỡng giới giả, thì nó nằm trong cái Dennis syndrome ha. Hoặc là hội chứng đần hư mà nó kèm theo chậm phát triển về tâm thần vận động, có cái đồng tử nhỏ hoặc là những cái loạn sản móng, thì những cái trường hợp đó mình phải cảnh giác và coi chừng nó là thận hư nằm trong bình cảnh của đột biến gen chứ không phải là thận hư nguyên phát. Hoặc là những cái trường hợp mà chuẩn bị ghép thận thì người ta sẽ làm cái phân tích đột biến gen trên cái người mà nhận thận ghép và trên cái người cho luôn. Thì trên người nhận thận ghép, nếu mà cái thận hư mà gen thì nó sẽ không có nguy cơ tái phát của bệnh, tại vì cái cơ chế nó là do bất thường về gen, chứ còn nếu mà do cái cơ chế miễn dịch thì nó có khả năng tái phát hội chứng đần hư ở trên cái thận ghép ha, ngoài cái chuyện thải ghép ra. Còn nếu mà cái người cha đó mà nếu nó có đột biến gen thì tại thời điểm người ta lấy thận, có thể lúc đó người ta chưa có cái biểu hiện lâm sàng đâu, nhưng mà do mang cái gen đột biến cho nên diễn tiến lâu dài sau này nó có thể bị ảnh hưởng lên cái thận đó. Ví dụ như là trong cái hội chứng ăn bọt chẳng hạn, cái diễn tiến của nó có thể nhiều năm sau ha, ở tuổi trung niên hoặc là ở tuổi lớn tuổi hơn, thì lúc đó nó bắt đầu nó xuất hiện giảm chức năng thận dần dần và nó suy thận mãn giai đoạn cuối. Thì ở đây mấy anh chị thấy là gì? Đây là cái hình cấu trúc của các cái chân giả của tế bào rosacea này.
Đây là cái khe lọc giữa các cái chân giả này và cái vị trí mà neo cái chân giả vô cái màng đáy của cầu thận. Thì bất thường bất cứ một cái nhóm gen nào mà ảnh hưởng tới cái chức năng protein trong những cái cấu trúc này, nó đều có thể đưa đến cái tình trạng là mất cái tính toàn vẹn của màng lọc cầu thận và đưa đến cái thất thoát đạm ha. Và cái số lượng gen đột biến này thì càng ngày càng được phát hiện nhiều hơn. Và cái sinh huyết thận trong hội chứng thận hư thì bên này cũng vậy, đây là cái hướng dẫn cardio ha. Ở dưới này là cái hướng dẫn của cái hội thần y thế giới. Thì mình thấy là gì, khi nào mình làm sinh huyết thận thì bây giờ cái chỉ định thường nhất là trong cái hội chứng thận hư, kháng corticoid, kháng sớm hay là kháng muộn gì đó thì đều phải làm sinh huyết thận. Cái thứ hai nữa đó, mình nghĩ cái hội chứng thận hư này không phải là nguyên phát, mà hội chứng thận hư này có thể là thứ phát, để mình đi tìm cái nguyên nhân và mình điều trị theo cái nguyên nhân. Thì những cái gì để mình hướng tới thận hư thứ phát, ví dụ thận hư mà nó kèm theo tiểu máu đại thể, nó kèm theo cao huyết áp, nó kèm theo giảm cái độ lọc cầu thận mà không phải do giảm thể tích nội mạch, kèm theo giảm bổ thể C3 C4, thì những trường hợp đó nên làm sinh thiết trước khi điều trị cái corticoid, tại vì những trường hợp đó có khả năng nó là do hội chứng thận hư thứ phát chứ không phải hội chứng thận hư nguyên phát ha. Mình điều trị ở đây là mình điều trị theo phác đồ của hội chứng thận hư nguyên phát, cho nên phải loại trừ những nguyên nhân thứ phát ra. Còn ví dụ như trong trường hợp mà hội chứng thận hư mà mình nghĩ nhiều do cái nguyên nhân đột biến gen đó ha, thì nên làm cái xét nghiệm phân tích gen, tại vì bây giờ cái xét nghiệm phân tích gen của mình thì kết quả nó rất là lẹ, 2 tuần là nó có rồi. Và nếu đã làm ra được cái đột biến gen gây bệnh rồi thì cũng không cần thiết phải làm sinh huyết thận, ngay cả trong những cái trường hợp thận hư kháng cọt ha. Còn nếu mà làm ra mà không thấy đột biến gen thì phải làm cái sinh huyết thận để mà mình có cái hướng là chẩn đoán xác định đây là thận hư nguyên phát ha, và có cái hướng tiên lượng cái đáp ứng điều trị. Tại vì trong cái sinh huyết thận đó, nó vừa giúp cho mình khẳng định đây có phải là cái hội chứng thận hư nguyên phát hay không. Nếu mình sinh huyết ra mà mình thấy ba cái loại sang thương là tăng sang thương tối thiểu, sơ hóa cầu thận hư trú từng phần, hoặc là tăng sinh nhân mạch đó, và không có lắng động phức hợp miễn dịch ở trên cái miễn dịch hình quang, hoặc nếu có chỉ là cái C1Q và cái IgM thôi, thì mình khẳng định đây là thận hư nguyên phát, mạnh dạng điều trị theo cái hướng thận hư nguyên phát. Ngoài ra thì trên cái sinh thiết người ta cũng còn giúp cho mình coi là có hiện tượng teo ống thận và sơ hóa mô kẽ, sơ hóa cầu thận hay không. Thì đây là những cái tiên lượng diễn tiến, nó sẽ đến cái kết cục cuối cùng là cái suy thận mãn giai đoạn cuối. Thì đây là cái sơ đồ của tiếp cận một cái hội chứng thận hư lần đầu. Thì nếu mà một cái hội chứng thận hư mới chẩn đoán đó, thì mình phải coi là có khả năng do gen hay không có khả năng do gen ha. Nếu mà nó khởi phát mà nó là cái dạng mà nó không có tiền sử gia đình, không có dạng hội chứng, hoặc là nó khởi phát ở cái lứa tuổi mà dưới 12, thì cái này ít có khả năng do gen, thì mình sẽ tiến hành mình điều trị luôn cái glucocorticoid luôn. Và ở đây glucocorticoid nó là prednisone hoặc là prednisolone gì cũng được ha. Thì nếu như mà trong trường hợp mà nó không đáp ứng sau 6 tuần điều trị thì lúc đó là nó là thận hư kháng cọt, thì đây mình chạy theo cái bảng này. Thì chút nữa mình sẽ nói thêm về cái thận hư kháng cọt ở sau này. Còn nếu mà nó đáp ứng hoàn toàn thì mình sẽ chọn cái phác đồ điều trị là 4 tuần 4 tuần, hoặc là 6 tuần 6 tuần, có nghĩa là glucocorticoid từ 8 đến 12 tuần. Và sau cái đáp ứng điều trị với cái này thì nó sẽ có 3 cái diễn tiến ha. Hoặc là nó bị luôn, nó không hết à, nó không tái phát lại nữa, thì cái tỷ lệ này rất là thấp, khoảng 10-20% thận hư lần đầu bị một lần rồi hết, không tái phát. Đa phần là tái phát. Thì tái phát nếu nó rớt vô cái tái phát không thường xuyên thì mình sẽ điều trị lại bằng cái phác đồ prednisone hoặc là prednisolone. Tái phát thường xuyên thì mình sẽ dùng những cái thuốc thay thế chia sẻ với cái corticoid, và nó sẽ có những cái chỉ định chứ không phải trường hợp nào cũng điều trị ha. Và đối với thận hư lệ thuộc cọt thì bắt buộc phải dùng những cái thuốc mà điều trị chia sẻ với corticoid để giảm cái liều corticoid, giảm tác dụng phụ của điều trị corticoid kéo dài. Thì đây là cái phác đồ hội chứng thận hư lần đầu. Và trước đây đó thì ngay cả phác đồ mới cũng như là một cập nhật đó, cũng là phác đồ 486, và có đưa ra thêm một số cái phác đồ gợi ý. 486 là cái phác đồ cũ trước đây rồi, thì khi mà mình viết cái này thì cái này nó chưa kịp ra, thì viết lâu lắm rồi mà thời gian in ấn nó tương đối nó kéo dài. Thành ra bây giờ cái phác đồ mới bây giờ đó, trong thận hư lần đầu đó, thì nó sẽ có hai cái phác đồ là 44 hoặc là 66. 44 có nghĩa là 4 tuần tấn công và 4 tuần cách nhập. 66 có nghĩa là 6 tuần tấn công và 6 tuần cách nhập, rồi sau đó ngưng, không có cần cái giai đoạn giảm liều, mình không có sợ nó vô cái suy thận thận cấp ha. Và cái điều trị tấn công sẽ là 2mg bạc ký ngày, hoặc là 60mg mét vuông ngày, và tối đa là 60mg. Còn đối với giai đoạn cách nhập thì là 1,5mg bạc ký một ngày cách ngày, hoặc là 40mg mét vuông cách ngày, và liều tối đa là 50mg. Có nghĩa là tấn công thì tối đa là 12 viên prednisone, còn cách ngày thì là 10 viên prednisone, và sau đó kết thúc. Giữa phác đồ 4 tuần 4 tuần và 6 tuần 6 tuần chọn cái nào? Thì người ta thấy là gì? Những cái trường hợp mà nếu mình điều trị tấn công prednisone mà mới 2 tuần mà bệnh nhân đã đạt được cái lưu bệnh rồi ha,
thì mình nên chọn phác đồ 4 tuần 4 tuần để giảm bớt cái độc tính của corticoid, không nhất thiết phải kéo dài 6 tuần 6 tuần. Còn những cái trường hợp mà mình điều trị mà mình thấy là tới tuần lễ thứ hai mà nó vẫn chưa đạt được lui bệnh, phải kéo dài ra thêm, thì nên chọn phác đồ 6 tuần 6 tuần ha. Và trên một số cái cơ địa đặc biệt, ví dụ như cái đứa này nó bị béo phì, nó bị tiểu đường chẳng hạn ha, thì mình nên chọn phác đồ ngắn ngày để giảm bớt cái tác dụng phụ của corticoid ở trên những cái cơ địa đặc biệt, ví dụ như béo phì, tiểu đường đi kèm hoặc loét dạ dày tràng đi kèm ha. Cho nên cái phác đồ bây giờ cái mới là 44 hoặc là 66 và sau đó thì ngưng luôn đối với hội chứng đường hư lần đầu, không cần phải qua cái giai đoạn giảm liều dần dần như là cái phác đồ cũ của mình là 6 tuần mỗi tuần giảm 1/6 1/6 tới khi không thì ngưng. Và ta thấy là gì, điều trị cái phác đồ mà kéo dài corticoid á thì là nó chỉ delay được cái chuyện là tái phát sau khi mình ngưng điều trị thôi, chứ còn ở thời điểm 1 năm cái tỷ lệ tái phát nó cũng không khác biệt so với lại cái phác đồ ngắn ngày này 4 tuần 4 tuần hoặc là 6 tuần 6 tuần. Nó khuynh hướng bây giờ là sẽ điều trị theo cái phác đồ corticoid xài càng ngắn càng tốt. Thì đối với hội chứng đường hư tái phát sau cái lần lưu bệnh ban đầu mà nếu nó tái phát lại thì mình sẽ điều trị như thế nào? Thì mình sẽ điều trị cũng giống như là tấn công, giai đoạn tấn công, nhưng mà mình tấn công cho tới khi nào, không phải là 4 tuần mà tấn công tới khi đạt được lưu bệnh hoàn toàn 3 ngày liên tục, có nghĩa là bệnh nhân hết phù, đạm trên rề nó âm hoặc là vết ha. Đạm niệu qua dưới nhúng âm hoặc vết hoặc đạm trên rề dưới 20 mg/mmol thì mình chuyển qua giai đoạn cách ngày. Và giai đoạn cách ngày này mình cũng điều trị ít nhất là 4 tuần ha, nghĩa là cũng xuống dưới 1.5 mg/kg cách ngày trong 4 tuần và có thể mình ngưng luôn, không cần phải giảm liều dần dần nữa. Đó là cái hội chứng đường hư tái phát. Hội chứng đường hư tái phát điều trị nó cũng giống như hội chứng đường hư lần đầu, chỉ khác cái giai đoạn tấn công là không phải đủ 4 tuần mà có thể là khi đạt được lưu bệnh hoàn toàn 3 ngày liên tục là mình chuyển qua giai đoạn cách ngày rồi. Còn đối với những cái trường hợp mà tái phát thường xuyên corticoid mà nếu đang điều trị cách ngày corticoid á, hoặc là khi ngưng corticoid rồi, thì lúc đó mình sẽ dùng lại mỗi ngày cái steroid liều là 0.5 mg/kg ngày trong vòng 5 đến 7 ngày trong những cái đợt nhiễm trùng hô hấp trên hoặc là những cái nhiễm trùng khác để làm giảm nguy cơ tái phát. Điều này cũng là một cái gọi là mới, thì thật sự nó cũng không mới lắm đâu. Có nghĩa là trên một cái đứa hội chứng đường hư mình biết cái yếu tố khởi phát cái tái phát của hội chứng đường hư thường là nhiễm siêu vi hoặc nhiễm trùng đường hô hấp trên chẳng hạn hoặc một số cái nhiễm trùng khác, thì khi giai đoạn mà đang điều trị đối với những trường hợp lệ thuộc hoặc là tái phát thường xuyên mà nó bị một cái nhiễm trùng này thì mình sẽ dùng cách ngày, mình sẽ chuyển là dùng mỗi ngày trong vòng 7 ngày và nó đã ngưng rồi thì mình sẽ cho cái prednisone 0.5 mg/kg mỗi ngày trong vòng 5-7 ngày để giảm nguy cơ tái phát. Tại vì khi tái phát mình phải tấn công lại cái prednisone, phải qua cái giai đoạn cách ngày cho nên tích liều cái prednisone nó sẽ cao, cho nên người ta sẽ dùng lại mỗi ngày trong vòng 1 tuần để ngừa cái tái phát. Và cái này chỉ làm cho hội chứng đường hư mà tiền căn nó là tái phát thường xuyên hoặc lệ thuộc cọt thôi để ngừa cái tái phát. Còn đây bây giờ mình nói về những cái thuốc mà mình thêm vô để mà mình giảm được cái liều corticoid trong thận hư tái phát thường xuyên và lệ thuộc corticoid thì khi nào mình cho. Thì đối với lại hội chứng đường hư mà tái phát thường xuyên hoặc lệ thuộc corticoid mà nếu nó không kèm theo tác dụng phụ nghiêm trọng của prednisone hoặc là prednisolone và mình xài cái liều, mình có thể xài được cái liều thấp nhất ha, dưới 0.5 mg/kg cách ngày để phòng ngừa tái phát. Có nghĩa là nó là thận hư tái phát thường xuyên hoặc là lệ thuộc corticoid mà nó không có những cái tác dụng phụ của corticoid ha, thì mình có thể giảm tới cái liều thấp nhất dưới 0.5 mg/kg cách ngày và mình không ngưng mà mình kéo dài ra một thời gian 9 tới 12 tháng nữa để ngừa cái tái phát của cái hội chứng đường hư. Còn nếu như trong trường hợp mà nó kèm theo tác dụng phụ nghiêm trọng của corticoid và tất cả những cái trẻ hội chứng đường hư mà đã được chẩn đoán là lệ thuộc rồi thì phải thêm các cái thuốc chia sẻ corticoid để mình nhanh chóng mình rút cái corticoid xuống, giảm cái tác dụng phụ của nó. Thì đây là cái bảng này là những cái bảng mà các cái thuốc mà mình dùng để chia sẻ với cái corticoid trong cái thận hư mà tái phát thường xuyên hoặc là lệ thuộc cọt ha. Thì ở đây cái chọn lựa đầu tiên á, theo khuyến cáo của Cardigo thì mình có thể dùng cái cyclophosphamide uống. Cái này nó rẻ tiền, thời gian điều trị chỉ có 3 tháng thôi. Liều của nó là 2 mg/kg một ngày, uống một lần duy nhất trong ngày ha, và điều trị tối đa là 12 tuần. Tổng liều tối đa của đợt điều trị là 168 mg/kg, không có xài hơn. Vì xài hơn nó sẽ nguy cơ là coi như là đứa nhỏ nó sẽ vô sinh, đặc biệt là những cái bé trai mà trong cái giai đoạn quanh cái tuổi dậy thì đó thì hạn chế sử dụng cái cyclophosphamide, tại vì nó sẽ ảnh hưởng lên cái khả năng của tuyến sinh dục của bé sau này ha. Và chỉ điều trị một đợt cyclophosphamide thôi, không có bao giờ lặp lại, cho nên khi quyết định điều trị cái thuốc này phải hỏi cho kỹ ngược lại tiền căn bệnh nhân đã từng xài cái thuốc này chưa. Nếu đã xài rồi thì không được xài nữa ha. Tổng liều tối đa của một đợt điều trị của một lần là chỉ là dưới 168 mg/kg thôi. Ngoài ra cyclophosphamide trong lúc uống thì nó còn có thể gây ra rụng tóc này ha, nó gây ra viêm bàng quang xuất huyết nếu mà đứa nhỏ nó uống ít nước chẳng hạn, nó giảm bạch cầu hạt và nó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.
cho nên khi điều trị cũng phải có cái theo dõi công thức máu, thường thường là nó sẽ xuất hiện ở cái tuần lễ thứ hai sau khi điều trị ha. Cho nên mình sẽ theo dõi công thức máu mỗi tháng, ít nhất là mỗi tháng một lần, để coi nếu mà bạch cầu hạt mà nó giảm, bạch cầu tổng mà nó dưới 4.000 hoặc bạch cầu hạt dưới 1.500 trên 1 mm khối thì phải tạm thời ngưng cái cyclophosphamide, không có xài nữa. Cái thứ hai nữa là cái levamizole thì ở Việt Nam mình không có. Levamizole là một cái thuốc mà sổ giun mà có tác dụng điều hành miễn dịch thì mình không có cái này. Những cái thuốc hàng thứ hai để mà thay thế trong cái thuốc chia sẻ corticoid thì nó có mycophenolate, mofetin, rituximab, thuốc ức chế cancinogen như là cyclosporin hoặc là tacrolimus. Tacrolimus thì hiện tại bây giờ bảo hiểm y tế không có thanh toán, nhưng mà sắp tới hy vọng trong tương lai sẽ có cái công văn mới là đồng ý thanh toán cái tacrolimus cho hội chứng thận hư ở trẻ em vì những cái vấn đề mà tác dụng phụ khác nhau giữa cái cyclosporin và tacrolimus. Đó là cái vấn đề về ngoại hình. Vấn đề về mặt thẩm mỹ, những cái đứa mà nó xài cái cyclosporin thì một thời gian nó sẽ bị rậm lông, bị phì đại, nướu răng. Trong khi cái tacrolimus thì không có cái tác dụng phụ đó. Và nhất là những cái bé gái trong cái tuổi dậy thì đó thì nó sẽ bỏ tung trị, nó không có tung trị ha, do cái tác dụng phụ ngoại hình và đưa đến những cái hậu quả của cái việc bỏ điều trị. Như vậy thì đối với các cái thuốc chia sẻ steroid, khi mà mình có chỉ định mình cho rồi đó thì thời điểm nào mình cho, mình sẽ cho thế nào? Khi đạt được lưu bệnh bằng cái steroid trước đó đã rồi mình mới cho ha. Có nghĩa là khi nó tái phát lại thì mình sẽ tấn công prednisone, tới khi nó đạt lưu bệnh rồi thì mình mới cho thêm những cái thuốc chia sẻ vô, chứ không phải mình cho ngay từ đầu ha. Tại vì nếu mình cho ngay từ đầu mà ví dụ mình sử dụng cái MMF hoặc là mình sử dụng cái cyclophosphamide đi, nhưng mà sau đó nó không đạt được lưu bệnh, nó rớt vô cái diễn tiến là kháng thuốc, thì lúc đó lại phải quay lại là điều trị bằng cái cyclosporin ha, hoặc là cái tacrolimus. Cho nên là đối với thận hư lệ thuộc hoặc tái phát xuyên thì sẽ cho khi mà nó đạt được lưu bệnh bằng steroid rồi. Những trường hợp đó là nó không phải kháng, nó vẫn đáp ứng với steroid ha, mà mình cho vô mục đích là để mình giảm liều cái steroid xuống. Và steroid nên được điều trị ít nhất là 2 tuần cùng với những cái thuốc chia sẻ đó. Thì đối với thận hư tái phát thường xuyên thì chọn lựa khuyến cáo là levamizole hoặc là cyclophosphamide. Và nếu mà thận hư lệ thuộc steroid đó, thì chọn lựa là MMF, rituximab hoặc là thuốc chế cancinogen. Và những cái nơi nào mà không có điều kiện những cái thuốc này đó thì có thể tạm chấp nhận cái cyclophosphamide để điều trị cho thận hư lệ thuộc steroid. Đây là cái guideline hướng dẫn của Ấn Độ về cái thận hư tái phát thường xuyên hoặc lệ thuộc steroid. Thì nếu như bệnh nhân đang điều trị cách ngày thì lúc nãy cũng nói rồi, mà bị một cái đợt nhiễm trùng thì mình sẽ cho uống lại mỗi ngày trong vòng 5 tới 7 ngày để ngừa tái phát ha. Và nếu như mà trong trường hợp mà tái phát thường xuyên mà kèm theo cái độc tính của corticoid, ví dụ như là tái phát mà kèm theo một cái lần tái phát mà có biến chứng nặng, ví dụ tái phát mà kèm theo vô viêm phúc mạc, nhiễm trùng, vô sốc giảm thể tích chẳng hạn, hoặc là độc tính của corticoid đáng kể ha. Hoặc là trong trường hợp mà mình không thể nào mình giảm liều cái steroid dưới prednisone dưới 1 mg bạc ký cách ngày được, thì lúc đó mình sẽ cho thêm cái thuốc thay thế ha. Thì ở đây mình sẽ chọn là giống như hôm nào đã nói, nếu nó là tái phát thường xuyên thì chọn lựa nó là cyclophosphamide hoặc levamizole. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó lệ thuộc cọt đó, thì nên chọn lựa cái mycophenolate mofetin. Và những cái trường hợp mà thất bại với mycophenolate mofetin thì chuyển qua xài cái thuốc ức chế cancinogen. Còn cái rituximab là cái thuốc cuối cùng. Tại vì cái thuốc này nó tương đối là nó rất là mắc tiền và nó cũng có độc tính, và bảo hiểm y tế thì cũng không có thanh toán cho bệnh nhân hiện tại trong cái hội chứng thận hư. Còn riêng đối với hội chứng thận hư kháng cọt thì sao? Nếu là hội chứng thận hư kháng cọt đó, thì mình biết là cái điều trị hàng đầu sau cái prednisone nó sẽ là nhóm thuốc ức chế cancinogen ha, là cyclosporin hoặc tacrolimus. Đây là cái thuốc điều trị hàng đầu. Và cái hiệu quả lưu bệnh giữa hai cái thuốc này thì không có sự khác biệt. Nguy cơ độc thận cũng tương tự như nhau, nhưng mà nó có sự khác biệt về các dụng cụ khác. Thì đối với cyclosporin nó là nó phì đại, nướu răng và rậm lông ha. Cho nên cái này cũng là một cái yếu tố mình cân nhắc điều trị cho những cái đứa trẻ gái mà đang cái tuổi dậy thì đó, coi chừng có thể là nó bị bỏ tung trị ha. Hoặc là đối với tacrolimus thì là bất dung nạp gluco hoặc là tiểu đường do thuốc. Thì trên những cái cơ địa mà béo phì mà nguy cơ có hiện tượng đề kháng insulin đó, thì lúc đó không nên chọn cái tacrolimus để điều trị, tại vì nó sẽ có khả năng xuất hiện cái tiểu đường do thuốc. Rồi. Về cái thuốc mà ức chế men chuyển hoặc là thuốc ức chế thụ thể angiotensin, thì cái này nó đặt ra trong cái hội chứng thận hư kháng cọt. Thì mình biết là cái thuốc này ngoài cái tác dụng là làm điều trị hạ áp, nó còn có tác dụng là giảm đạm niệu ha, nó giảm cái áp lực lập cầu thận, nó bảo vệ cái tiến triển của những cái bệnh cầu thận có tiểu đạm ha. Cho nên mình sẽ chặt xài trong cái hội chứng thận hư kháng cọt để hỗ trợ thêm điều trị cho những cái thuốc mà ức chế miễn dịch. Thì ở đây là nếu mình có khởi đầu chẩn đoán hội chứng thận hư kháng cọt thì mình nên xài thêm cái thuốc này. Và mình sẽ xài cái gì để tác dụng giảm đạm niệu thì sẽ là cái liều tối đa có thể dung nạp được, tại vì hiệu quả giảm đạm niệu nó sẽ phụ thuộc vào liều và cái thời gian điều trị ha. Và ở những bệnh nhân mà bệnh thận mãn giai đoạn 4 thì thận trọng xài cái nhóm thuốc này, tại vì mình biết là cái nhóm thuốc này khi mà cho vô nó sẽ làm giảm độ lọc cầu thận ít nhất là khoảng là
dưới 30% ha, độ lọc cầu thận, là đó thì về mặt sinh lý khi mình tra vô thì nó sẽ giãn tiểu động mạch đến, nó làm giảm cái áp lực lọc của cầu thận, cho nên nó sẽ làm tăng cái retin máu, nên thận trọng xài ở CKD giai đoạn 4. Và khi mà bệnh nhân đang có những cái biểu hiện nguy cơ như giảm thể tích nội mạch, hoặc là có biểu hiện của tổn thương thận cấp, hoặc là tăng kali máu, hoặc là nôn ói nhiều, tiêu chảy nhiều quá, những nguy cơ giảm thể tích mạch, thì không nên khởi đầu điều trị, hoặc có thể tạm ngưng ở những cái trường hợp mà đã điều trị bằng cái thuốc này rồi, mình ngưng trong giai đoạn đó. Cái này mình phải để ý, có những cái trường hợp mình đang xài thuốc chế men chuyển ở các đồng nghiệp ở trước mình cho trong giai đoạn ổn định, bây giờ đứa nhỏ nó tái phát lại, nó kèm theo nôn ói đau bụng nhiều, mà mình vô mình thấy cái thuốc ức chế men chuyển á, mình phải ngưng liền ha, tại vì những cái trường hợp này nó có nguy cơ là nó sẽ vô cái tổn thương thận cấp ha, ngưng tạm trong cái giai đoạn đó, rồi khi mà nó ổn định thì mình sẽ xài lại. Mình nên dùng những cái thuốc mà không có chuyển hóa qua thận, ví dụ như là cái Ramipril là cái nhóm ức chế men chuyển, hoặc là ức chế thụ thể angiotensin, để mà tránh tích liều trong cái trường hợp suy thận. Và người ta thấy là gì, không có kết hợp hai cái thuốc này với nhau là do nguy cơ tăng các trường phụ, trong khi cái hiệu quả thì nó cũng không tăng hơn nhiều so với cái đơn trị liệu. Và những phụ nữ mà ở cái tuổi thiếu niên á, thì là phải giải thích cho người nhà và nguy cơ nếu mà có thai ngoài ý muốn thì nó có thể gây quái thai do cái nhóm thuốc này. Đây là cái phác đồ của Hội Thần Nhi Thế Giới về cái tiếp cận và điều trị hội chứng đường hư kháng cọp. Thì bây giờ hội chứng đường hư kháng cọp là mình phân biệt coi đơn gen hay là không phải do nguyên nhân gen. Nếu do nguyên nhân gen mà đã có chẩn đoán đột biến gen gây bệnh xác định rồi, ngưng hết tất cả các thuốc chế miễn dịch, chỉ có điều trị bằng cái thuốc ức chế men chuyển hoặc thuốc ức chế thụ thể angiotensin điều trị triệu chứng phù của hội chứng đường hư ha, để làm chậm tiến triển đến suy thận mãn giai đoạn cuối thôi. Và những trường hợp này chắc chắn nó sẽ đưa đến cái suy thận mãn giai đoạn cuối, thời gian nào thì mình không biết ha. Còn nếu nó không phải do nguyên nhân do gen thì cái thuốc chọn lựa hàng đầu đó là cái ức chế cansinerin, là cái cyclosporin hoặc tacrolimus ha. Thì phác đồ nó sẽ là ức chế cansinerin cộng với lại ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, và giảm dần liều cái prednisone xuống, giảm dần liều, và người ta khuyến khích là nên ngưng cái prednisone trong khoảng 6 tháng ha, trong vòng khoảng 6 tháng đừng có điều trị kéo dài cái prednisone. Hồi trước thì mình lại có một số nghiên cứu mình thấy là gì, prednisone liều thấp cách ngày kèm theo với là thuốc chế cansinerin thì nó sẽ tăng cái hiệu quả điều trị hơn là dùng cái đơn trị liệu một mình thuốc chế cansinerin, nhưng khuyến cáo bây giờ là giảm liều xuống và ngưng prednisone trong vòng khoảng 6 tháng và đơn trị liệu bằng cái ức chế cansinerin cộng với lại ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể. Thì đánh giá khi mà mình xài cái thuốc chế cansinerin thì để mình đánh giá là sau 6 tháng ha, để coi là nó có đáp ứng hay không, thì sau 6 tháng nó có những cái tình huống xảy ra không đáp ứng, đáp ứng một phần hoặc là đáp ứng hoàn toàn. Nếu nó không đáp ứng với thuốc chế cansinerin sau 6 tháng thì lúc đó mình gọi là hội chứng đường hư kháng cọt và kháng luôn thuốc chế cansinerin, thì cái điều trị lúc này sẽ là ngưng thuốc chế cansinerin luôn ha. Và nếu mà mình đã khẳng định nó không phải do nguyên nhân gen thì sau khi ngưng thuốc chế cansinerin thì mình phải điều trị cái gì? Thì người ta khuyến cáo của cái Hội Thần Nhi Thế Giới thì do cái số lượng ca nghiên cứu nó còn chưa có nhiều, và hiện tại bây giờ cũng chưa có cái guideline hướng dẫn về điều trị đối với cái nhóm mà thận hư mà không phải do gen mà kháng luôn cả thuốc chế cansinerin và kháng cọt luôn, thì người ta nói là tuyển vô một cái thử nghiệm lâm sàng khác để đánh giá cái hiệu quả điều trị của những phác đồ khác nhau. Hoặc nếu không được thì người ta xem xét điều trị rituximab, mà nếu không lui bệnh với rituximab và thuốc chế cansinerin thì ta gọi là hội chứng đường hư kháng nhiều thuốc. Và lúc đó thì có một số cái báo cáo ca về những cái biện pháp điều trị như là ofatumumab thay huyết tương, hoặc là cái hấp thụ lipid, hoặc là hấp thụ miễn dịch chẳng hạn. Thì đây là những cái báo cáo từng ca thôi ha. Còn nếu như trong trường hợp bệnh nhân đạt được lui bệnh hoàn toàn sau 6 tháng thì sao? Cái này thì dễ rồi, mình sẽ giảm liều cái thuốc chế cansinerin xuống cái liều tối thiểu để kiểm soát bệnh ha, và mình có thể kết hợp thêm với lại cái MF để mình rút dần cái thuốc chế cansinerin để tránh cái độc tính của thuốc chế cansinerin điều trị kéo dài. Và ở thời điểm 12 tháng ha, điều trị thuốc chế cansinerin trong trường hợp này sẽ điều trị ít nhất là 12 tháng, và sau 12 tháng mình xem xét mình cân nhắc coi có ngừng thuốc chế cansinerin không, sau 12 cho đến 24 tháng ha. Hoặc là mình chuyển qua cái thuốc mycophenolate mofetine để kìm cái sự tái phát của bệnh, tại vì cái độc tính trên thận của thuốc chế cansinerin là có đối với những trường hợp điều trị thuốc kéo dài, trong khi cái MMF thì lại không có ha. Và nếu khi mình ngưng cái thuốc chế cansinerin mà bệnh nhân tái phát lại thì sao? Thì lúc đó mình sẽ điều trị lại tấn công bằng cái prednisone đơn thuần. Ở đây kháng nó không có nghĩa là một đứa kháng là nó kháng suốt đời, nó chỉ kháng ở cái thời điểm chẩn đoán thôi ha. Và sau khi đáp ứng với điều trị rồi ngưng hết thuốc mà nó tái phát lại, nó có thể nhạy lại với lại steroid, thì những cái trường hợp đó mình sẽ điều trị tấn công lại bằng steroid đơn thuần. Và nếu như steroid điều trị 4 tuần, 6 tuần mà nó không đáp ứng thì nó kháng lại, thì lúc đó mình quay lại mình thêm cái thuốc chế cansinerin, nếu như nó chưa có độc tính của thuốc chế cansinerin ha. Hoặc là mình có thể chuyển qua cái phác đồ khác là MF ha. Nhưng mà thường thì cái hiệu quả điều trị của MF nó sẽ kém rất là nhiều so với thuốc ức chế cansinerin trong cái hội chứng đường hư kháng cọp.
Còn nếu nó đạt được lui bệnh một phần thì sao? Thì mình sẽ tiếp tục cái thuốc chế canxinerin ở cái liều đầu mà đạt được lui bệnh, và tới cái thời điểm 12 tháng mà nếu nó đạt được lui bệnh hoàn toàn, không tái phát, thì mình sẽ chuyển qua cái này ha. Vậy thì khác biệt giữa lưu bệnh hoàn toàn và lưu bệnh một phần thuốc chế canxinerin là gì? Thì nếu đạt được lưu bệnh hoàn toàn, mình sẽ có thể cân nhắc giảm cái liều thuốc chế canxinerin xuống để kéo dài tới 12 tháng duy trì cái sự lưu bệnh. Còn nếu chỉ đạt được lưu bệnh một phần thì giữ nguyên cái liều phundo của thuốc chế canxinerin uống tới 12 tháng luôn. Và sau 12 tháng thì có thể xem xét cân nhắc là có ngừng thuốc chế canxinerin không hay là tiếp tục duy trì. Thì ở đây cái phác đồ này là cái phác đồ của Ấn Độ năm 2021 về cái điều trị hội chứng thần hư kháng cò, thì nó cũng tương đồng như là của cái hội thần nhi quốc tế thôi. Đấy là làm sao mình phải phân biệt được nguyên nhân đơn gen hay là không phải do gen. Nếu không phải do gen thì khi mà nó đã kháng corticoid rồi và kháng luôn thuốc chế canxinerin rồi, thì ở đây Ấn Độ người ta đề nghị là gì, những trường hợp không đáp ứng thì mình loại trừ cái nguyên nhân do gen trước, rồi sau đó mình tham vấn di truyền tham vấn gia đình, và mình có thể chọn lựa cân nhắc giữa cái phác đồ rituximab hoặc là kết hợp giữa thuốc chế canxinerin và mycophenolate mofetil với lại cái prednisone. Thì thực tế ở Nhi Đồng 1 đã có điều trị thử những trường hợp kháng corticoid mà không do gen bằng cái kết hợp nó gọi là cái kết hợp ba thuốc sinai, MMF và prednisone, thì nó đạt được một cái tỷ lệ lưu bệnh là khoảng 50% ha, những cái trường hợp đó. Thành ra là đối với những trường hợp mà kháng sinai loại trừ cái đột biến do gen, các anh chị có thể thử điều trị phác đồ kết hợp sinai, MMF và prednisone, hoặc là có thể xài rituximab cũng được. Đó là cái vấn đề điều trị đặc hiệu của hội chứng thần hư bằng thuốc chế miễn dịch. Bây giờ quản lý cái triệu chứng của hội chứng thần hư ha, thì ở đây mình sẽ gặp rất là nhiều ở các cái tuyến tỉnh, những cái trường hợp mà thận hư mà nó đang điều trị và vô nó bị phù ha, thì mình sẽ quản lý như thế nào. Thì nếu mà nó phù ở cái khởi phát lần đầu của hội chứng thận hư đó, thì mình sẽ đánh giá coi đứa nhỏ này nó có giãn thể tích nội mạch hay là không ha. Đương nhiên là mình sẽ khởi động tấn công bằng cái prednisone rồi, và đồng thời đánh giá coi là cái phù này nó có đi kèm với giảm thể tích nội mạch hay không. Nếu nó có giảm thể tích nội mạch thì lúc đó nghĩa là bệnh nhân đang có sốc á ha, thì mình sẽ điều trị bằng cái nọc-manzolin 10 đến 20 ml/kg trong vòng 30 phút cho đến 1 giờ và mình có thể lặp lại. Nhưng mà nếu mà nó thất bại với lại cái dịch truyền bằng nọc-manzolin rồi đó, thì mình có thể chuyển qua điều trị bằng cái albumin. Albumin liều của nó là 1 g/kg, và mình sẽ pha loãng ra thành albumin 5% để mình truyền ha, chống sốc cho bệnh nhân. Còn nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân không có đang giảm thể tích nội mạch thì quản lý cái phù này bằng cái gì? Nếu nó phù nhẹ thôi thì theo cái các bác sĩ của Ấn Độ thì người ta nói là dưới 7% trọng lượng cơ thể, nghĩa là cân nặng trước phù với cân nặng tại thời điểm này mà nó trên 7% đó, thì phù nhẹ thì những cái trường hợp đó người ta chỉ có hạn chế cái muối ở trong chế độ ăn thôi. Còn nếu mà phù từ mức độ trung bình đến nặng mà cái phù này nó làm cho đứa nhỏ này nó hạn chế vận động, nó có thể nó gây tràn dịch các màng và nó đưa đến cái nguy cơ là suy hấp á, thì lúc đó người ta sẽ quản lý phù. Ngoài cái chuyện là hạn chế muối trong chế độ ăn, người ta điều trị bằng cái furosemid uống ha. Và người ta có thể thêm với lại cái spironolactone nếu mà trong trường hợp phải điều trị furosemid uống kéo dài, để mà tránh cái tác dụng mất kali của furosemid ha. Và đồng thời cũng tăng cái tác dụng hiệp đồng lợi tiểu của những cái thuốc lợi tiểu. Còn nếu như những trường hợp mà kháng trị với là furosemid uống thì người ta có thể thêm một cái nhóm thuốc lợi tiểu khác để tăng tác dụng hiệp đồng, đó là cái nhóm lợi tiểu mà tác động trên cái ống lượng xa như là cái metolazone hoặc là cái hydrochlorothiazide ha. Và nếu mà thất bại nữa thì người ta chuyển qua cái furosemid bằng đường tĩnh mạch bolus hoặc là truyền tĩnh mạch liên tục 0.1 đến 0.4 mg/kg 1 giờ ha. Tại vì mình biết cái sinh khả dụng, cái khả năng hấp thụ của furosemide nó rất là dao động từ 5% tới 95%, đặc biệt là những cái trường hợp mà nó phù nặng, cái niêm mạc ruột nó cũng phù nề luôn, thì cái khả năng hấp thụ thuốc qua máu nó sẽ rất là kém, cho nên là các bạn thuốc uống có thể chuyển qua thuốc chích ha. Và nếu như trong trường hợp mà thất bại luôn furosemide chích luôn, thì người ta sẽ truyền cái albumin đặc 20% 0.5 cho đến 1 g/kg trong 4 giờ kết hợp với lại cái furosemide để mà lấy cái nước tự do ra. Mình biết là cái furosemide khi mà xài thì nó sẽ gắn vô cái albumin máu rồi nó mới chuyên chở tới cái nhánh lên của quai hăng lê để nó tác động. Thì nếu mà trong trường hợp albumin máu thấp quá thì là cái furosemide liều cao nó không có hiệu quả, thì lúc đó mình sẽ truyền albumin vô rồi mình cho furosemide vô. Và nếu trong trường hợp mà nó thất bại luôn với cái này thì cuối cùng là cái gì? Là những cái trường hợp mà nó dư nước tự do quá nhiều và thường là nó kèm theo giảm độ lọc cầu thận do suy thận đó, thì lúc đó mình sẽ dùng cái lọc máu quản ha, và dùng cái siêu lọc đơn thuần để rút cái nước tự do ra. Thì cái trường hợp này thì hầu như là rất là hiếm, đa phần là nó sẽ tác động với lại truyền albumin. Và xin nhắc anh chị là khi mà mình truyền albumin để giảm phù á thì là phải thận trọng nha. Nếu mà mình phải đánh giá được là cái đứa này nó không có đang tổn thương thận thực thể, chứ nếu mà nó đang có tổn thương thận thực thể rồi mà mình truyền cái albumin vô, nó sẽ rút nước từ cái khoảng kẽ vô trong lòng mạch, nó làm tăng thể tích nội mạch, mà trong khi bệnh nhân không đái ra được thì nó sẽ phù phổi nha.
Cho nên khi quyết định truyền giảm phù thì mình phải tiên lượng là cái đứa này nó hiện tại không có đang suy thận thực thể, mà nếu có là suy thận chức năng do giảm thể tích nội mạch thì lúc đó mình truyền albumin này thì mình an toàn. Và cái albumin này thì chỉ truyền là nó chỉ có tác dụng cấp thời ở thời điểm đó thôi, tại vì truyền vô xong tiếp tục nó sẽ tiểu ra ngoài, cho nên mình sẽ giải quản lý triệu chứng của cái hội chứng đường hư ở giai đoạn cấp thôi, chứ không phải là truyền định kỳ mỗi ngày mỗi ngày. Một cái biến chứng thứ hai của hội chứng đường hư mình rất hay thường gặp đó là cái biến chứng nhiễm trùng ha. Thì trong này cái nhiễm trùng mà thường gặp đó là cái viêm phúc mạc, viêm phổi, viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết, và đặc biệt là nhiễm cái varicella trên một cái đứa thận hư mà đang giai đoạn hoạt tính thì nó rất là nặng. Ở bên này các anh chị thấy là những cái tác nhân gây bệnh thường hay gặp, ví dụ như trong viêm phúc mạc nguyên phát thì mình thường gặp là phế cầu, các cái vi khuẩn gram âm, đặc biệt là cái E. coli chẳng hạn ha. Và bên này là cái bản tiêu chuẩn chẩn đoán cũng như là cái hướng dẫn điều trị ha. Một cái vấn đề nữa mới nổi trong thời gian gần đây đó là cái hội chứng đường hư và bị nhiễm cái SARS-CoV-2 trồng lên trên những cái trẻ hội chứng đường hư, thì cái kết cục của những cái đứa trẻ này như thế nào và cái điều trị những đứa trẻ như thế nào. Thì cái này là cái gala của Ấn Độ, thì người ta thấy là gì, những cái trẻ mà bị hội chứng đường hư mà đang giai đoạn hoạt tính á, đang giai đoạn khởi phát mà bị nhiễm SARS-CoV-2 thì kết cục nó sẽ không thuận lợi, nguy cơ cao bị tổn thương thận cấp nếu kèm theo giảm thể tích nội mạch đi kèm ha. Và trong những cái trường hợp này thì đang mắc cái SARS-CoV mà bị hội chứng đường hư tái phát, ta khuyến cáo là nên giảm liều thuốc chế miễn dịch xuống, cân bằng cái nguy cơ tái phát và cái nguy cơ nặng của nhiễm COVID ha. Người ta sẽ sử dụng cái prednisone liều thấp để điều trị những trường hợp tái phát. Nghĩa là như là tái phát có thể người ta không tấn công cái liều 2mg bạc ký đâu, mà người ta có thể dùng cái liều thấp hơn ha, 1 hoặc là 1.5 gì đó. Và đặc biệt là đang mắc COVID thì không có được sử dụng những cái thuốc sinh học như là rituximab là không có xài, đặc biệt trong vòng 6 tháng là không có xài ha. Và các cái thuốc chống chuyển hóa như là mycophenolate, mofetine, còn cái azathioprine thì là mình không có xài trong hội chứng đường hư rồi. Đây là một cái systematic review trên những cái trẻ mà bị COVID và hội chứng đường hư vô căn ở trẻ em, gồm có 13 nghiên cứu, nhưng mà cái số lượng trẻ thì nó không có nhiều, có 43 trẻ hội chứng đường hư nguyên phát và nhiễm SARS-CoV-2 thôi. Cái nghiên cứu này được tiến hành bởi các cái nhà nghiên cứu người Ý ha. Thì người ta thấy là những cái trẻ hội chứng đường hư nguyên phát mà đang điều trị thuốc chế miễn dịch đó thì nó cũng không có tăng cái nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 so với những cái trẻ bình thường. Cho nên người ta đề nghị cái biện pháp dự phòng thì nó cũng không có sự khác biệt gì nghiêm ngặt hơn giữa một cái trẻ mà bị hội chứng đường hư và một cái trẻ có sức khỏe khỏe mạnh bình thường ha. Nguy cơ mắc nó cũng như nhau. Thứ hai là những trường hợp mắc thì thường là triệu chứng nhẹ là chủ yếu và cái nhu cầu chăm sóc tích cực thì thấp và không có tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, nhưng mà cái này là ở các nước có thu nhập cao với cái phương tiện hồi sức cấp cứu tốt ha. Còn lại những cái nghiên cứu mà ở các nước đang phát triển như là Việt Nam mình thì không thấy ha. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ mới mắc mà tái phát trong cái đợt dịch đó nó cũng không thay đổi so với những cái năm trước, và cái điều trị steroid là an toàn và hiệu quả ha. Điều này nói là gì? Điều này nói là không phải là cái nhiễm SARS-CoV-2 nó làm tăng cái tỷ lệ mới mắc hoặc là tỷ lệ tái phát của cái hội chứng đường hư so với những cái năm trước dịch ha. Những cái trường hợp mà khởi phát mới của hội chứng đường hư khi nhiễm SARS-CoV-2 thì không có thường gặp và chỉ diễn tiến lâm sàng thì bình thường, không có biến chứng liên quan đến điều trị cái steroid. Và cuối cùng là cái chủng ngừa cho trẻ hội chứng đường hư đang có điều trị hoặc là không điều trị thuốc chế miễn dịch thì nó sẽ giúp hạ thấp cái sự lan truyền của siêu vi và phòng ngừa cái bệnh nặng có thể. Đây là một số cái nghiên cứu mà người ta rút ra cái kết luận, một số kết luận người ta rút ra từ cái nghiên cứu systematic review trên những cái trẻ hội chứng đường hư và mắc COVID-19. Thì cái guideline mà về chủng ngừa cho những cái trẻ hội chứng đường hư đó thì ở đây các anh chị thấy là gì? Đối với trẻ hội chứng đường hư thì nó có thể được chủng ngừa những cái vaccine mà bị giết chết ha, theo tuổi, các vaccine bán đơn vị hoặc là các vaccine bất hoạt, có thể chích ở bất kỳ cái thời điểm nào, ngay cả đang xài thuốc chế miễn dịch luôn. Đương nhiên cái hiệu quả sinh kháng thể nó có thể thấp ha. Còn nếu như mà vaccine sống á, thì là nó phải tuân theo cái bản này. Vaccine sống thì ở những cái điều kiện nào có thể chích liền, những điều kiện nào có thể delay trì hoãn, và đặc biệt trên cơ địa thận hư đó thì khuyến cáo phải chích ngừa thêm cái phế cầu ha, là cái tác nhân gây nhiễm trùng thường gặp trong những cái biến chứng nhiễm trùng của hội chứng đường hư, varicella, cúm và viêm gan CVB ha. Thì đây là cái bản cái điều kiện để mà chích cái vaccine sống trên những cái đứa mà đang xài cái thuốc chế miễn dịch đó. Ví dụ như là ở đây mình thấy là gì, nếu mà đang xài cái prednisone liều cao định nghĩa là trên 20mg ký ngày hoặc là trên 20mg ngày, nếu mà trên 10 ký dưới 14 ngày thì mình có thể chủng vaccine ngay lập tức sau khi mình ngưng điều trị, nghĩa là ngưng prednisone là chích ngừa được liền ha. Còn nếu như trong trường hợp mà xài liều cao trên 14 ngày á thì chủng sau khi ngưng steroid 1 tháng vân vân ha. Đây là những cái khuyến cáo. Còn ví dụ như là điều trị rituximab thì phải ngưng
cái thuốc này ít nhất là 6 tháng chờ tới khi tế bào lympho B hồi phục lại rồi thì lúc đó mình mới điều trị vaccine, mới chủng ngừa cái vaccine sống ha. Còn nếu như mà đang điều trị những cái thuốc như cyclophosphamide thì phải delay cái chích ngừa sau khi ngưng thuốc 3 tháng. Đối với lại cái cansinerin, levamizol và cái mycophenolate, mofetil thì phải là 1 tháng sau khi ngưng thuốc, vân vân. Đây là cái cuối cùng mình muốn đề cập tới, đó là cái phòng ngừa huyết khối. Thì mình biết là cái nguy cơ tăng đông huyết khối trong cái hội chứng đường hư đang giai đoạn tái phát thì nó rất là nhiều ha. Như vậy thì phòng ngừa cái huyết khối trong những cái trường hợp hội chứng đường hư như thế nào? Thứ nhất là cái khuyến cáo mạnh nó là cái khuyến cáo khuyến khích vận động tích cực và không đặt cái đường tĩnh mạch trung tâm ha. Nếu mình đặt cái đường tĩnh mạch trung tâm trên những cơ địa thần hư đang tái phát thì nguy cơ tắc mạch rất là nhiều. Hồi trước lâu lắm rồi thì ở bên Nhi Đồng Một những trường hợp mà sốc giảm thể tích á thì hay làm cái CVB từ cái thời lâu lắc lâu lơ rồi để hướng dẫn cái điều dịch chăm sóc cho những cái trẻ thần hư, thì đặt một thời gian ngắn 2 ngày sau là huyết khối đầy cái tĩnh mạch luôn, thì sau khi rút cái CVB ra xong rồi thì lại đi điều trị giống đông cho bệnh nhân ha. Cho nên khuyến cáo là khuyến khích vận động là một, cái thứ hai nữa là tránh cái yếu tố làm giảm thể tích nội mạch, và cái thứ ba là không đặt cái đường tĩnh mạch trung tâm nếu mà có đường tĩnh mạch ngoại biên. Còn trong trường hợp bắt buộc phải làm, không còn cái gì khác là mình phải làm thôi, là không có khuyến cáo dự phòng kháng đông thường quy cho trẻ hội chứng đường hư kháng cọt và không có tiền sử hoặc là không có nguy cơ huyết khối ha. Và người ta gợi ý điều trị kháng đông dự phòng, kháng đông dự phòng nha, bằng cái heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc là kháng đông bằng đường uống nếu có tiền sử huyết khối hoặc là huyết tắc tĩnh mạch, và xem xét cho những bệnh nhân có thêm cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như đang có đường tĩnh mạch trung tâm, có cơ địa tăng đông di truyền, hoặc là có các cái bệnh cấp tính nhập viện. Ví dụ như là mình thấy ở trẻ con mà nếu mà nó bị hội chứng đường hư mà nó bị nhiễm SARS-CoV luôn á, thì là phát độ gọi tới mình có điều trị kháng đông dự phòng ha. Hoặc là nhiễm trùng, hoặc là những trường hợp mà có nguy cơ cao mất nước. Thì đây cái khuyến cáo này chỉ là khuyến cáo yếu thôi chứ không phải khuyến cáo mạnh. Khuyến cáo mạnh nhất là phòng ngừa, đừng có để nó xảy ra. Vậy thì một có cái điều mà muốn chia sẻ với lại các quý vị đồng nghiệp về cái cập nhật trong cái chẩn đoán và điều trị hội chứng đường hư mới dựa trên những cái guideline rất là mới ha. Và trong đó thì có đề cập tới cái vấn đề là nhiễm cái COVID trên những cái trẻ này thì cái thái độ xử trí như thế nào. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các quý vị đồng nghiệp.